Ok, Hoàng à, anh Hoàng à Thanh anh có ở đây không ạ? Có. Ok, rồi. Anh đang chia sẻ là muốn có dòng tiền 50 triệu bằng cách chia nhỏ không gian và không muốn bị luồn cò. Rồi câu này thầy Đại sẽ trả lời rất hay. Sâu lại câu hỏi. Đây. Rồi anh Hoàng Hà Thanh anh đặt câu hỏi kỹ hơn ạ. Xong rồi mời thầy Đại thì hỏi kỹ hơn. Xin chào hai thầy. Dạ. Dạ em Chào chào anh anh. ạ. Vâng. Mình muốn xin rất cảm ơn là các thầy đã truyền đạt cái kiến thức trong thời gian 6 ngày, nhưng mà mình thấy rất là tâm huyết, cũng như anh vừa rồi chia sẻ là thầy có nhiều cái tự động hóa trong cái bảng biểu trong quản lý về bất động sản. Nhưng mà về đây thì mình chỉ muốn là đang là làm những cái việc mà các thầy chia sẻ, mà đúng từ cái kinh nghiệm của thầy Khôi đó, là hai cái lĩnh vực, một là thuê, quản lý cho thuê, và là cái mua sửa bán. Nên mình là tâm đắc hai cái vấn đề đó. Và nếu mà khi mình là định ra chiến lược ấy, thì là cái sai lầm là chiến lược. Nên bây giờ khi mà mình muốn là đầu tư trong bất động sản ấy, để mình là đầu tư trong kiểu lại vốn hay là dòng tiền đấy, nhưng mà mình để không có cái nguồn thu nhập khác để mình thu mình chi trả, thì giờ thì muốn là cái quản lý thì nó cũng giảm nhẹ đi cho mình. Mà trong cái khi mà mình như thành phố Hồ Chí Minh ấy, là thuê một cái nhà mặt tiền đó là quản lý khoảng là nó phải từ 40 triệu đến 70 triệu là một một cái căn nhà. Nếu mà chia nhỏ ra cái không gian để cho thuê như thế thì là nó sẽ không hiệu quả, và vừa là về đầu tư cái cơ sở vật chất, rồi là vừa đầu tư nguồn tài chính nữa. Rồi là nếu mà trong khi mà mình mua cho để cho thuê nguyên căn á, thì là cái nhà đầu tư với lại cái người thuê ấy, cái chủ chủ chủ, chủ sở hữu ấy, người ta là hay kết nối với nhau để cho mình là thì cho 1 2 tháng, như giống như thầy Khôi có chia sẻ là mình là 4 5 tháng ấy, là chia một thuê 4 5 năm mà thì thấy mà làm đẹp cho đời rồi, xong rồi đấy là chia sẻ đó, là cho mình đi ra. Giờ mình để sao mà là mình có cái quản lý cho nó chặt cái khu cái này, và mình là giảm cái quản lý, cái quản lý trong cái thuê cho thuê nguyên căn. Đây là cái được câu hỏi mà mình muốn, và cái đạt được cái mục tiêu của mình kia là được 50 triệu một tháng, thì cái cách là mình đặt cái mình nói muốn nói sao nhỉ, để nói là mình đạt được cái mục tiêu đó. Xin cảm ơn. Ok, thầy Đại tư vấn phần này nhỉ. Tóm lại là muốn quản lý cho thuê nhưng mà e ngại nhiều rủi ro, trong đó có rủi ro là chủ nhà lấy lại nhà. Và giờ làm sao để đạt được 50 triệu tháng? Đúng Ok, thầy Đại trả lời nhỉ. Quá siêu rồi, chính xác. rồi. Okay, bài toán đầu tiên là anh phải giải thích được là mục tiêu là 50 triệu một tháng, đúng nào? Thì trong 50 triệu một tháng Đúng đấy rồi. thì anh cần bao nhiêu tiền để vận hành ra con số 50 triệu đấy? Giả sử nó là 20% một tháng đi. Để ra được 20% một tháng, Rồi. đúng không? Mà nó ra được con số là 50 triệu thì anh cần bao nhiêu tiền? Thì bây giờ mình phải thuê khoảng là 6 đến 7 căn nhà. Thì thuê thì mình cái mục tiêu của mình là chỉ là thấp nhất là khoảng 5 triệu một căn thôi. Thì 5 6 căn hoặc là đến 7 8 triệu một căn thôi thì mình sẽ đạt được 50 triệu là trong số đó. Nhưng mà mình nghĩ là để đạt được cái thuê đó thì cái 50 triệu đó thì mình mà lại muốn giảm cái rủi ro trong cái quản lý thì như nào? À, thế thì câu chuyện là anh phải có quy trình quản lý, đúng không nào? Thì em sâu sâu cho anh Vâng, qua cái quy ok trình ạ. quản lý của
cái màn hình của em không? Đúng nè. Thì câu trả lời là anh phải có quy trình quản lý. Đó. Thì bước một là tìm nguồn, thì tìm nguồn như thế nào? Đúng nè. Đấy, tìm nguồn thì nguồn như thế nào này? Đấy, bước một tìm nguồn ở đâu? Chưa? Đấy. Thì đây là một số hình ảnh mà em đã tìm nguồn này. Còn cái chia sẻ thêm là cái chỗ tìm nguồn, cái nguồn này nó rất khó. Rồi, em chỉ nói qua thôi để cho nó nhanh. Bước tìm nguồn này, đúng không nào? Xong đến bước xong bước tìm nguồn rồi, chúng ta phải phân tích bất động sản như nào. Thì nó có từng bước một, em có anh đánh chữ lót công việc ở đây đúng không? Đó. Sau đó là đàm phán này, đàm phán thì nói những ngôn từ ra làm sao. Đấy, em kích vào phần đàm phán nhé. Vâng. Quy trình hệ thống automation đấy, như anh Khôi vừa nói đấy, đó sẽ là như này. Đấy, lên bảng kế hoạch như nào, tôi muốn gì, giá thuê bao nhiêu, giá thuê bằng cái gì, doanh thu bằng bao nhiêu, ví dụ ra làm sao, đúng chưa? Vâng. Đàm phán 5 năm hay giá bao nhiêu, bao giờ thanh toán tiền nhà. Đấy, kiểu như vậy thì anh phải có cái hệ thống như này. Nên thì bước 1 tìm nguồn, bước 2 phân tích bất động sản, bước 3 định giá ký hợp đồng, bước 4 là cải tạo setup, bước 5 là marketing, bước 6 là quản lý vận hành, bước 7 là chăm sóc khách hàng. Đấy, thì nó chặt chẽ ở từng khâu một thì anh sẽ quản lý được cái hệ thống của anh, đúng không nào? Thì khi mà anh quản lý được thì chắc chắn là anh quản lý được cái dòng tiền đấy. Còn khi mà anh lỏng lẻo về hệ thống, anh lỏng lẻo về quy trình thì dòng tiền nó sẽ bị đi ra, đúng không nào? Thế thì câu chuyện là khi mình setup dùng cái nhà ấy, thì làm sao để chủ nhà họ không lấy lại cái nhà của mình, mà trong khi đó mình đầu tư ra rất nhiều, đúng không? Thì anh lại phải thật chắc về cái pháp lý, phải thật chắc về hợp đồng đó. Thì câu chuyện là đến hợp đồng thôi, sau đó là cái câu chuyện là xây dựng mối quan hệ với chủ nhà ra làm sao nữa. Đó. Ok. Được chưa? Đó. Được. Nó chỉ đơn giản thế thôi. Còn nếu mà đỉnh hơn nữa là tự mua cái đất luôn, cái nhà của họ luôn thì đỡ phải. Này về mấy chục tỷ khó mua này. Đang đầu tư khó mua. Thì nó sẽ có cách hết, nó sẽ có cách là mua như thế nào, rồi sử dụng vốn ra làm sao, đánh giá bất động sản như thế nào. Thì nó có cách hết. Được. Rồi cảm ơn thầy. Thì anh sẽ quản lý chặt chẽ như vậy nhé. Thì quản lý chặt chẽ hệ thống thì anh sẽ quản lý chặt chẽ được dòng tiền. Đó. Thì nó có từng bước một. Thì trong cái lớp gì của anh Khôi đấy, em nghe thoáng qua ấy, lớp màu đấy. Đây cơ bản là như này. Quy trình tổng kết tổng quát này, anh này, nó là 18 bước. Thì Khôi nói PSP ấy, cái này nó là trái tim hệ thống. Và cái này bắt đầu kể từ khi anh chưa bắt đầu với một cái bất động sản cả. Anh còn nhớ cái đoạn này không? Đúng rồi, nhớ rồi. Đấy. Tức là cái này ấy, nó là phân tích thị trường và lên chiến lược anh ạ. Mình đang nghiên cứu chiến lược tiêu chí rồi, sắp tới là cái khu vực nào lên, khu vực nào xuống, xu thế nó là thế nào. Thì bước 1 anh đã phải xong rồi. Kiểu như là Donald Trump với chả Biden đánh nhau, hay là bây giờ Biden thắng rồi, thì không biết là cuộc chiến Mỹ Trung nó sẽ diễn ra ra sao. Nó sẽ diễn ra mạnh hay nó sẽ diễn ra vừa vừa thôi, đúng không? Thì cái đấy nó là bước gọi là vĩ mô. Thì anh phải phân tích được cái này. Sau đó là nghị quyết đại hội đảng gần nhất, thì không biết là 5 năm tới nó sẽ như nào. Ưu tiên bất động sản công nghiệp à, hay là bài trừ nó. Sau đó là gì nhỉ? Gần đây là bị gọi là gì? Covid. Sau đó là cái gì nhỉ? Mục tiêu kép. À? Ừ, mục tiêu kép tức là gì? Là gì nhỉ? Vừa chống dịch mà vừa phát triển đấy, đúng không? Tầm này là toang rồi này, đúng không? Anh phải nhận định được là tầm này mục tiêu kép là toang rồi, đúng không? 4.000 người rồi, đúng không? 4.000 người mắc nhỉ? Phải không nhỉ? Hay là 5.000 người mắc gì đấy? Đúng không? 5.000 thành phố Hồ Chí Minh, gần 5.000. Riêng thành phố Hồ Chí Minh là 4.000 mấy rồi, tức là giai đoạn 4.000 một ấy, thì mình chống dịch rất là tốt. Tầm này là toang rồi, tầm này là hỏng hoàn toàn, đúng không? Vỡ trận. Ok. Đấy, tức là từ cái bước 1 ấy là mình đã phải nhận định xem là mấy cái vĩ mô đấy nó ảnh hưởng đến mình kiểu gì, đúng không ạ? Thì có thể rằng là những cái phân khúc ở thật ấy là may ra nó còn nó bị giảm nhưng mà nó chưa chết. Nhưng mà những cái phân khúc ăn chơi là đóng băng hoàn toàn, đúng không? Tức là từ cái bước 1 ấy anh em mình đã phải làm cái việc đó rồi. Đúng không? Anh em mình lên vĩ mô đã. Sau đó mình mới là chọn mô hình, mình bảo thế tầm này thì loại làm cái loại gì nhỉ? Thuê cho thuê hay là mua xây sửa bán? Tầm này mua xây sửa bán và cái đội lắm tiền nhá, họ vẫn chơi tốt, em vừa chia sẻ ra đúng không anh? Đúng rồi, đúng. Nhưng mà ví dụ thuê cho thuê chắc tầm này đang ngon. Đúng không ạ? Thì đến cái bước 2 là mình đã phải phân tích cái chuyện đấy rồi. Sau đó mình mới bảo thế thì khu vực nào ngon nhỉ? Nếu mà nội đô Hà Nội với Sài Gòn ấy, đặc biệt là Sài Gòn tầm này thì lại dính trưởng. Nhưng mà Hà Nội may ra vẫn còn được, Hà Nội đến hôm nay là hình như mới có 30 đứa. Trong khi Sài Gòn là 4.000 đứa. Thì đâu đó là thôi chắc gì tầm này nên lấy nhà ở Sài Gòn, đúng không? Trừ khi anh lấy nhà, sau đó anh lại có một cái thỏa thuận kiểu như này này. Hết dịch hãy tính tiền nhá. Đúng không ạ? Hoặc là gì? Thôi tôi vào tôi quản lý, cho ra được bao nhiêu thì cho ra, còn không cho ra được thì thôi.
thì tôi cũng không mất tiền, kiểu như là nước nổi thì thuyền nổi ấy, tôi chỉ lấy theo phần trăm thôi, thì cũng là một cái hướng đúng không ạ? Thì bước ba này anh đã phải lo phần đấy rồi. Anh nhìn thấy không, đoạn này là mình chưa nói gì đến bất động sản nhé, mình chưa nói đến những vụ khỉ mẹ nào hết. Anh em mình đang ngồi với nhau, đang ngồi trên bàn này, đang ngồi bàn giấy này này, đúng không ạ? Hoạch định chiến lược. Sau đó anh mới bắt đầu à chọn được Hà Nội chẳng hạn, hoặc là anh về Cao Bằng hay là về Lạng Sơn, Quảng Ninh, mình bảo ở mấy tỉnh đấy nó cũng chưa sao, thì vẫn phát triển được. Và sau đợt dịch này nó lại ngon tiếp, thì anh mới bắt đầu khảo sát chi tiết trong một khu vực, rồi anh mới xem là 10 đối thủ, rồi anh mới nghiên cứu 3C, viết bài marketing trước để testing. Lúc nãy có cái bạn hỏi đấy là cái gì nhỉ? Làm sao để biết được rằng là mình có thể chiến thắng đối thủ thì phải testing trước chứ. Làm sao để biết được mức giá là đúng? Anh đăng trước đi. Anh chưa cần thuê nhưng mà anh đăng bài trước đi để xem có bao nhiêu người gọi được không? Người ta gọi anh bảo là 1 tháng nữa mới có nhà, có được không anh? Được không ạ? Được hay là không? Được Được, chắc chắn là được. được Đi được đâu? Chả có gì không được cả. Sau đó anh mới viết content tư bản. Content tư bản như nào thì trong Mao có hết rồi. Sau đó anh xác lập quy trình thì bắt đầu mình mới chiến. Thì cái PSP ấy, anh phải làm trước tất cả mọi cái khâu khác, kể cả mua xây sửa bán, kể cả thuê cho thuê, nó đều làm PSP trước. Anh đồng ý quan điểm không đã? Mình phải thắng kể từ khi mình xác định chiến lược rồi. Rồi, sau đó anh mới bắt đầu quy trình 9 bước Mao này. Bây giờ mới vào cái đoạn anh hỏi này, anh hỏi là cái gì nhỉ? Làm sao để mà chủ nhà người ta không giật lại nhà ấy? Thì nó nằm ở cái bước số 5. Anh nhìn thấy không ạ? Nhưng mà trước đó ấy, bước số 1 mình đã phải xong rồi. Sau đó ấy, cái bước khảo sát, là nhiều pháp khi khảo lý sát á, không tìm được nhà. Đúng không ạ? Thì anh phải đúng ạ. có được 9 9 kênh để tìm nguồn, trong đó có một kênh là môi giới ruột. Trong Mao chia sẻ hết. Định giá phương án đầu tư thì làm sao để định giá cho nó đúng? Thì anh phải có bảng biểu chứ. Anh không thể nào anh ngồi đấy anh nói mò được. Đây anh phải ví dụ này, để mà vào một căn là bọn em phải khảo sát đâu đó tầm khoảng 40 căn xung quanh. Thì anh mới được giá được ra Rồi. được cái một cái nó gọi là giá trung bình của khu vực. Khi mà anh đi đủ nhiều anh sẽ biết là tầm nào là đắt, tầm nào là rẻ. Còn anh cứ ngồi đây anh em chém gió với nhau không bao giờ có được cái cảm giác đấy. Cái đấy bọn em gọi là market sense, gọi là nhịp đập thị trường, cảm giác thị trường. Giống như kiểu bây giờ anh đi tán gái nhiều ấy, hay là bây giờ anh đang làm cái gì nhỉ anh? Đang muốn bán thiết bị vệ sinh nội thất. Bây giờ em hỏi anh là bây giờ nếu mà nhìn vào một thiết bị và người ta đưa một cái giá về vệ sinh, thiết bị vệ sinh, anh có biết là đâu là đắt, đâu là rẻ không? Chắc chắn là biết đúng không ạ? Chị biết biết. Biết chứ, bởi vì anh làm lâu năm rồi. Em thì là em lại không biết, em chỉ biết một số dòng căn bản thôi. Em hay dùng Toto hay Shiza thì nó có số dòng căn bản đấy. Nhưng mà em không thể biết nhiều bằng anh được, anh đồng ý hả? Bởi vì anh làm lâu năm trong thị trường rồi. Đồng ý hả? Vâng. Rồi sau đó Làm mới công tác đến để đàm phán. so sánh. Đàm phán thì nó có 20 quy luật đàm phán ở trong Mao. Anh ngồi anh học, sau đó các chiến lược đàm phán, các nhóm tính cách của chủ nhà. Ngồi đây không nói hết được, riêng đàm phán anh học cho em tầm một buổi. Riêng về đàm phán thôi. Ở đây mình có một buổi mình nói tổng quan chiến lược, pháp lý anh sẽ cần có bộ hợp đồng cho thuê. Bọn Tôi em đã đăng ký có nước Mao của thầy. trong Mao nó có đầy đủ hết hợp đồng, anh chỉ việc điền vào xong, trong đó có hợp đồng với chủ nhà này, hợp đồng với khách thuê này, hợp đồng cọc với chủ nhà, hợp đồng cọc với khách thuê và hợp đồng gọi là giải tán đấy. Cái thằng thuê nó không thuê nữa anh ạ. Và sau đó anh còn chưa Vâng. hết đâu nhá, cải tạo có bao nhiêu phương án cải tạo như thế nào, rồi marketing thì marketing bao nhiêu kênh, rồi quản lý vận hành thì như nào. Thì đại loại là anh sẽ cần một cái quy trình tổng thể. Đây quy trình của anh, đại loại là nó sẽ là như này. Không phải bọn em đùa đâu, lúc mà bọn em bảo cái điều này này, đấy là cái module Mao này thôi ấy, anh phải học 1 tháng nó mới hết. Bọn em không đùa, anh phải thực sự anh phải học 1 tháng, đến giờ nhiều người còn chưa học xong. Ví dụ này, nguồn thông tin này, đây này, anh nhìn đây này. Quy trình 9 bước thể hiện bằng phần mềm này. Được chưa? Đây, nguồn nhà là như nào này, đây anh này, được chưa? Sau đó là gì? Khảo sát. Đây khảo sát thì bảng biểu này, quy trình khảo sát này, bảng biểu này anh có hết, anh không thiếu cái gì cả. Gần như bọn em cho anh toàn bộ công cụ, nhập vào phát ra, nhập số nó chạy. Sau đó là cái gì? Phân tích định Ok. giá. Đấy, bảng dự toán. Thế thì thế nào là lời, lời thế nào là lỗ? Bao nhiêu lâu thì hòa vốn, điền số, nó tự chạy, nó tự vẽ biểu đồ cho mình. Với cái quy trình này kiếm ra tầm khoảng một vài trăm một tháng em nghĩ là không khó đâu. Anh đặt mục tiêu 50, em nói thật là hơi thấp. Rất nhiều bạn đến giai đoạn này, bạn ấy có đến 1 đến 200 rồi, học viên em. Chứ đừng nói như Một kiểu cái Đại hay là Văn Đình Sơn hay là Nguyễn Đức Thái, chúng cái đội này nó 1 tháng nó đút túi 500. Anh ạ. Và bây giờ nó chuyển đúng sang mua rồi, xây rồi. Anh ạ. tại vì nghe là nghe thầy chia sẻ thì mới có cái ý tưởng quản lý thuê cho thuê, thì là cái để mà hiểu được nó thì hôm nay đúng thực sự hôm nay mới hiểu là thuê cho thuê, và mục tiêu của mình chỉ là muốn mong muốn chỉ là 50 triệu một tháng thôi, và Quá cũng thấp. ý tưởng là tiếp tục là sẽ làm cái việc là mua mua sửa bán
và là đầu tư bất động sản, nên là theo kiểu là dòng tiền hoặc lãi vốn gì đó. Thì dạ, mình ý tưởng của mình là như thế. Dạ. Thì đều muốn là muốn đã đăng ký cái lớp Mao của thầy để tiếp tục là học cái lớp Mao. Nghe cái chương trình nhưng mà Mao học cái thầy chia sẻ thì rất là ok, mà rất là sướng, mà cái đó có thể là nó đang là đỉnh cao nhất là của hình như của Minh Khôi. Mình cảm tưởng như thế. À, đỉnh cao nhất ấy, nó phải là prop hack cơ anh ạ. Prop hack mới là đỉnh cao. Nhưng mình đỉnh cao nhưng đó thì Minh Khôi đang là thế, mình thấy cảm thấy là cái nhận thức của mình chỉ đến mức đó. Mình chia sẻ mình nhận thức được là Minh Khôi là đến cái là bao là thấy đang là ở cái đỉnh cao, nhưng mà mình thấy cho rằng em nói với anh này, em nói với anh nhá, anh đặt mục tiêu 50 triệu quá thấp. Thằng cu này 1998 nó được hơn 100 triệu một tháng rồi, nó đạt được okay. 100 triệu một tháng trước khi nó ra trường, đạt sinh đại học kiến trúc Hà Nội. Đây đây, nó có cái link ở trên cái gì nhỉ, Minh Khôi Official đây. Anh đã like cái trang của em chưa? Chưa. Đây đây, anh gõ Minh Khôi Official nhá, cái thằng màu cam đây này. Sau đó mấy hôm trước là em vừa chia sẻ cái case study là một cái mẹ bỉm sữa, nó có dòng tiền là 200 triệu một tháng đây này. Bà mẹ bỉm sữa từ con số 0 đến sở hữu 5 bất động sản và dòng tiền 200 triệu một tháng. Bạn này là sinh năm 9 mấy? 93 hay 94 ấy anh ạ. Đây ạ. Hôm trước bọn em vừa có này. Có bạn gái này có chia sẻ. Vâng, đấy. Tức là ý của em là như này, anh đặt mục tiêu 50 triệu thấp quá, anh đẩy mục tiêu lên tầm khoảng 100 đến 200. Nên đặt mục tiêu okay. cao. Sẽ mong muốn được như là thầy chia sẻ. Sẽ mong muốn. Và thứ hai okay, ấy, xem. Đem nói luôn này, cái mục đích của Khôi với Đại làm này ấy, thực ra thì những cái chương trình này nó rất giá trị, nên bọn em vẫn phải tính phí. Tính phí một phần để duy trì lại đội ngũ nữa, bởi vì bản thân chạy quảng cáo thôi, đội ngũ support. Nhưng mà không ai làm giàu với mấy cái khóa học này cả. Đồng ý, nhất trí. Là để gây dựng được một cái đội ngũ cộng đồng, và sau này mình cùng nhau mình đi đầu tư. Đấy là cái mục đích lớn nhất của chương trình này. Đúng, ok. Mình Khôi muốn chia sẻ là về đây là để cả cộng đồng, nên là bất động sản dòng tiền, nên là mình rất sướng cái vụ đó. Dạ, một cộng đồng mà người ta hiểu về đầu tư giá trị và người ta đạt tự do okay. tài chính. Bọn em đặt mục tiêu 10.000 người đạt được mục tiêu đấy, và bọn em đang rất nỗ lực cho chuyện này. Khi mà bọn em hiểu về Phật pháp ấy anh ạ, bọn em nhận ra rằng giống như Đạt Đại ấy, Đại sẵn sàng từ bỏ nhiều triệu đô lúc mà Đại làm cái sàn coi ấy. Thực sự em rất là phục okay. cái câu chuyện đấy. Và khi mà mình hiểu về Phật pháp, mình okay. thấy rằng ấy, cái tiền mình thu được ấy, nó ngang với cái giá trị của mình nó cho đi. Nên nhiều người cứ nghèo mãi, bởi vì sao? Bởi vì họ không bao giờ chịu cho đi cả, họ không bao giờ chịu gieo hạt, cái cây của họ không bao giờ lớn. Còn đi ăn trộm quả của thằng khác là bị đánh chết rồi. Anh đồng ý không? Ok. Bản thân em, bọn em cũng đang rất nỗ lực để gieo hạt. Rất nỗ lực. Có thể rằng gieo hạt nhiều khi nó không đúng lắm đâu, nhưng mà cũng đang rất nỗ lực anh ạ. Bọn em đang rất cố gắng. Không, trẻ là tài năng và đi đúng là cái thị hiếu. Mình cho rằng mình mới tiếp cận được với lại là Minh Khôi, nhưng mà mình thấy là Minh Khôi chia sẻ là rất là chi tiết cụ thể và nói được là cái điểm mà của người cần, mà mình cũng đang là cần và đúng vào cái tâm lý. Hôm nay là cũng mạnh dạn để được là gặp được Minh Khôi, được chia sẻ và được cái là đàm thoại như thế này là rất là hay á. Mình thấy rằng là nó rất là thực tế, nó phù hợp với lại cái chung của bây giờ của xã hội mình á. Em cảm ơn anh. Thực ra ấy, luật nhân quả là có đúng cho mọi địa điểm, mọi xu thế và okay. mọi thời điểm. Khi mình hiểu, mình làm theo đúng luật nhân quả, gieo là chắc chắn sẽ gặt. Vấn đề là lúc nào gặt thôi, nhưng mà chắc chắn sẽ gặt. Okay. Và khi mà mình bắt đầu mình làm một cái điều gì đấy, mình phải hiểu rằng là nếu mà mình làm điều này thì cái kết quả của nó sẽ là như thế nào. Tức là lúc mình gieo nhân ấy, mình đã nghĩ đến kết quả rồi, thì mình sẽ làm đúng. Nhiều khi mình đang định làm gì xấu xấu hoặc nghĩ gì xấu xấu ấy, nó gọi là ý niệm ấy anh ạ. Thì mình đã phải chỉnh, nghĩ xấu. Chỉnh, thầy Đại nhỉ? chỉnh. Ok, nhưng mà mình sẽ theo cái lớp học của Mao này, là sẽ có cái chia sẻ của thầy gì hơn. Mong thầy tiếp tục là có cái trợ giúp để rồi là mình sẽ là thành công. Xin rất là cảm ơn là chương trình, cảm ơn thầy Khôi với thầy Đại. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Hãy bấm nút like nếu như bạn nhận được giá trị từ video này và chia sẻ cái video này cho những cái người bạn của bạn, và họ sẽ phải cảm ơn bạn vì điều đó. Và hãy bấm nút hình quả chuông để nhận được những cái video từ chúng tôi sớm nhất hơn những cái người khác khi mà chúng tôi đưa bất cứ cái video và bất cứ cái giá trị gì lên trên cái kênh YouTube này.
Và bên dưới cái phần mô tả của mỗi video, chúng tôi luôn luôn để một cái phần quà đặc biệt dành cho bạn, và hãy cuộn xuống và bấm vào nó để nhận cái phần quà từ chúng tôi. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Minh Khôi Official. Xin chào.